Ăn gì vậy Sơn Hà? Ngậm vậy là im đó, hết la đó. Có cười không? Sao ba má hai trả mà còn bò trả qua À, hả? vừa qua thấy yên ẩm, ủa sao mới đem trả nên nó bồ qua. Trời ơi. Mốt chắc bà yên nhưng mà 2 giờ nhà đi xa. Dạ, tự nhiên cái gặm nó để vậy đâu Thôi mà. Bà nội không đi giọng nó quậy à. với Đi giọng cho nó đi bà nội. gặm để vậy hả? Hết la hả Thiên Hà? Vậy là khỏi la cho Có nó cũng nó vui chứ khỏi bộ. la. Có chuyện nói. Tự nhiên Thiên Hà sắp được 1 tuổi rồi nha, gặm bữa nữa là được 1 tuổi rồi nha. má cho con gì đây. Trời ơi, đồ quà nữa Sinh đâu có được. hàng quà gì đây. Ủa quay có rồi mà, có rồi mà cách lại. Từ Sao nay mấy tháng em, mấy tháng 12 tháng rồi má chuẩn bị hai rồi, biết mệt. ơi, không biết đãi người ta ăn gì mà đòi quà ta ơi. Rồi em Trời ơi, không ngậm cái bánh tráng để vậy đó. ru rồi đó. Sao nó chịu nổi ta, Thích không có chịu vậy mà. Nãy má hai ca vỗ Cô tay chú thấy lạ không? Nay nó em ru nó không la làng đó. vậy là bữa nào sáng cho nó gặm gì đi. Dễ gì à. Nhân Có quay hồi là sáng cho nó gặm gì đi.